Thời gian vừa qua, những ngày hè nắng nóng thì chúng có với một cái mật độ cũng như là công việc của mình phải đi quay hình ngoài trời nắng rất là nhiều. Chính vì vậy dẫn đến cho tình trạng da mặt của Tú đã bị cháy nắng. Và hôm nay thì Tú có mặt tại Dr. D để nhờ bác sĩ Tuân tại thẩm mỹ viện Dr. D tư vấn cho mình cũng như là giúp cho Tú xử lý một số những vấn đề đang có ở trên da mặt. Chúng ta nhìn thấy da của Tú đây xuất hiện các nếp nhăn nhỏ. Đồng thời thì chúng ta cũng nhận thấy là cái tình trạng da của Việt Tú thì có sự trùng nhã tẩy xệ làm cho dáng cười của Việt Tú trông nó có vẻ khá là sâu. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy trên gương mặt của Việt Tú ấy, thì còn có một số cái vấn đề khác nữa, đó là lỗ chân lông. Tình hình hiện tại là bây giờ lỗ chân lông khá là to. Đồng thời thì một phần hai ngoài má, cả hai bên má của Việt Tú thì có cái hiện tượng là đa sắc tố. Đây là do cái hậu quả của thời gian vừa rồi, Việt Tú phải đi tham gia rất nhiều các sự kiện, đặc biệt là những sự kiện ngoài trời. Mà thời gian vừa rồi thì cường độ ánh nắng, cường độ tia UV rất là cao, dẫn đến cái hậu quả như vậy. Hy vọng rằng ngày hôm nay bác sĩ Tuân cũng như là thẩm mỹ viện Dr. D sẽ giúp cho Tú cải thiện được cái làn da của mình. Và quý vị cùng chờ đợi kết quả nhé. Trong quá trình làm thì hoàn toàn lại rất nhẹ nhàng, không hề cảm giác đau hay là không hề cảm giác bị châm chích gì cả. Nó giống như kiểu khi các bạn cũng có thể là giống như ở các bạn nằm trên giường và các bạn ngủ một giấc, khi các bạn tỉnh dậy thì tất cả mọi thứ đã xong rồi. Và hoàn toàn nhẹ nhàng, thoải mái, không gây kích ứng, không gây gì cả. Và Tú nghĩ rằng là nếu như mà ai trong số tất cả quý vị đang gặp tình trạng da giống Tú thì chúng ta cũng có thể đến với thẩm mỹ viện Dr. D để trải nghiệm cái liệu trình này, trải nghiệm về cái dịch vụ Fortuna 4D cải thiện cho làn da.